Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty công nghệ Việt 365 toàn cầu, địa chỉ 119A Đại Na, Hai Bà Trưng, Hà Nội xin giới thiệu sản phẩm Bala Playbox, đầu bóc hỗ trợ khiển giọng nói, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, bảo hành 1 năm, miễn phí 1 năm sử dụng VTV card. Sau đây tôi xin giới thiệu qua về sản phẩm. Trong bộ sản phẩm đầu Bala Box Play cộng gồm có nguồn, một nguồn 12V 1A, một điều khiển đi theo đầu, một jack AV 3.5, một dây HDMI, bật tắt nguồn, jack nguồn, jack cắm cổng NAND, jack cắm HDMI, jack AV, có hai cổng USB, một cổng để sử dụng chuột, một cổng có thể sao chép dữ liệu ở trên USB hoặc thể. Thì cách sử dụng đầu Bala Box này cũng khá là đơn giản. Chúng ta cắm dây HDMI. Ở đây tôi sử dụng chuột có dây. Sau đó cắm nguồn. Sau khi kết nối nguồn và dây HD cho đầu Bala Playbox cộng thì giao diện màn hình đầu tiên sẽ hiện lên là giao diện của VTV Card On. Bạn bấm vào kích hoạt để sử dụng VTV Card On 1 năm miễn phí. Bạn nhập số điện thoại của mình. Sau đó số điện thoại của bạn sẽ nhận được một mã code là 6 chữ số. Bạn nhập 6 chữ số đấy vào đây. Bấm xác nhận. Bạn đã đăng ký thành công. Thì đây là giao diện chính của đầu truyền hình này, là giao diện chính của app VTV Card. Sau khi bạn đăng ký thành công VTV Card thì bạn vào đây để xem. Phần ứng dụng này là tổng hợp các ứng dụng có trên đầu. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất đã tích hợp một số app cho đầu như YouTube, VTV, Jam TV. Phần mềm ở trên đầu box này tương tự trên như trên điện thoại thông minh smartphones. Cài đặt wifi thì bạn vào phần cài đặt, xong xuống phần wifi, chọn vào wifi mình muốn kết nối, sau đó nhập mật khẩu. Vừa rồi là tôi sử dụng kết nối không dây, kết nối wifi. Còn nhà bạn nào wifi sóng quá kém thì mình có thể kết nối dây qua cổng mạng LAN. Bên cạnh những tính năng tương tự như một chiếc smartphone thông minh thì đầu Bala Playbox còn hỗ trợ chuột bay, khiển giọng nói, chuột không dây. Trên khiển có 4 thanh điều hướng OK ở giữa, phím nguồn, phím mic, tăng giảm âm lượng, truyền kênh, phím trở về, phím home, menu và tắt tiếng. Thì sử dụng sản phẩm này cũng khá là đơn giản. Sau đây tôi sẽ tìm thử YouTube. Công nghệ Việt 365 toàn cầu. Như các bạn đã thấy thì tôi tìm kiếm bằng giọng nói. Sản phẩm sẽ hiển thị trên màn hình. Cách sử dụng là khi các bạn nói thì các bạn giữ đè lên phím cái mic màu đỏ này. Vừa rồi thì tôi vừa giới thiệu với các bạn một số bước cơ bản. Công nghệ Việt 365 toàn cầu, địa chỉ 119A Đại Na, Hai Bà Trưng, Hà Nội.